Trịnh Sảng bị đồn đang hầu tòa, bố mẹ ly hôn, gia tài trong nhà cũng ly tán. Suốt thời gian qua, Trịnh Sảng phải sang Mỹ hầu tòa vụ tranh chấp giành quyền nuôi con sau khi bê bối thuê người đẻ hộ vỡ lở. Có vẻ như sao quả tạ vẫn chưa buông tha cho cô nàng. Khi mới đây, gia đình nữ diễn viên bị đồn đang gặp biến căng khiến dân tình không khỏi xôn xao. Nguồn tin từ trang QQ cho hay, trên mạng xã hội hiện đang truyền tai nhau tin đồn bố mẹ của Trịnh Sảng đã ly hôn. Người viết đưa tin, ban đầu họ không tin vào lời đồn này, nhưng sau đó bắt đầu có những nghi vấn xuất hiện xung quanh vụ việc. Hiện Trịnh Sảng vẫn đang bị điều tra, tài sản trong nhà cũng sẽ bị phân chia. Trang QQ viết thêm, trước đó, từng có tin đồn Trịnh Sảng rất có thể bị ngồi tù. Chính vì vậy, những người thân trong gia đình đều đang cân nhắc, thảo luận để giảm thiểu tác động ảnh hưởng tới những nhân vật khác. Chính vì vụ việc của Trịnh Sảng bị vỡ lở mà mối quan hệ giữa bố và mẹ, nữ diễn viên nảy sinh không ít những mâu thuẫn. Vì đặt con gái lên vị trí quan tâm hàng đầu nên cuối cùng bố mẹ Trịnh Sảng đã quyết định đường ai nấy đi. Trước đó, bố của Trịnh Sảng từng được bắt gặp trên phố, ông lộ diện với hình ảnh tiều tụy, buồn bã, tay luôn cầm chặt điện thoại. Lật lại những hình ảnh này, trang QQ nhận định, dường như không chỉ có bê bối của Trịnh Sảng mà cả chuyện gia đình gặp trục trặc cũng trở thành nguyên nhân khiến ông đau đầu. Trước biến cố lớn của cả gia đình, mẹ của Trịnh Sảng được cho là sẽ không buông tha Trương Hằng, nhất định sẽ không để kế hoạch phản công của Trương Hằng dễ dàng thành công. Hiện tại, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng về độ chân thực. Tuy nhiên, netizen đều vô cùng tò mò trước kết quả vụ việc của Trịnh Sảng và Trương Hằng, cùng cách giải quyết bê bối truyền thông suốt thời gian qua. Trước đó, Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra về chi phí sản xuất và các bộ truyền hình liên quan, tra xét tỷ lệ thù lao của các diễn viên, kiên quyết mạnh tay với các vấn đề như hợp đồng âm dương, giá cát xê trên trời, trốn thuế. Trùng hợp là việc này xảy ra ngay sau khi Trương Hằng tố Trịnh Sảng hết cát xê giá trên trời khi đóng chính bộ phim Thiện Nữ U Hồn. Sau khi lên top tìm kiếm Weibo, Trịnh Sảng đã lên tiếng bằng tài khoản phụ trách công việc. Cục thuế đang kiểm tra hợp đồng, thuế thu nhập cá nhân và tất cả các hợp đồng kinh tế liên quan của tôi. Tôi sẵn lòng phối hợp với các công tác điều tra của cục, kết quả sẽ được công bố sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thái độ này của Trịnh Sảng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen xứ Trung. Có người cho rằng Trịnh Sảng dường như đang rất tự tin. Một bộ phận fan tin rằng Trịnh Sảng trong sạch, thậm chí còn quay lại showbiz trong thời gian tới sau khi đã tẩy trắng thành công. Việc Trịnh Sảng quay lại showbiz càng trở nên có cơ sở khi một số fan đã gửi thư cho Quảng Điện, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc để hỏi chi tiết về vụ việc phong sát Trịnh Sảng. Tuy nhiên, trong công văn trả lời của Quảng Điện lại nói, văn bản phong sát diễn viên Trịnh Sảng của Quảng Điện không tồn tại, cục chúng tôi không đưa ra tin tức này. Thông tin này được đưa ra khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Việc Trịnh Sảng không bị nêu tên phong sát khiến cô có cơ hội trở lại showbiz sau scandal động trời. Đồng thời, chứng nhận diễn viên trên Weibo của Trịnh Sảng đã được khôi phục. Netizen cũng phát hiện, những hình ảnh quảng cáo thương hiệu trước đó của cô cũng đã xuất hiện trở lại trên các trang web mua sắm. Ngoài ra, tin tức Trịnh Sảng sẽ sớm comeback khiến netizen cảm thấy rất khó chấp nhận. Họ cho rằng một nữ diễn viên vướng bê bối như vậy vẫn có khả năng trở lại. Thật sự đã làm cho showbiz như một nơi chứa những thứ tạp nham.